những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vợ danh hài Chí Tài ủy quyền cho Hoài Linh lo tang lễ. Đồng nghiệp cho biết vợ của danh hài Chí Tài hiện ở Mỹ, chỉ đang lo giấy tờ chuẩn bị về nước lo tang lễ cho chồng. Chiều ngày 9 tháng 12, thông tin danh hài Chí Tài qua đời khiến đồng nghiệp khán giả bàng hoàng. Quản lý cũ của Chí Tài nói với báo, sáng cùng ngày anh đang tập thể dục thì bị đột quỵ. Anh được đưa đi viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Trao đổi với báo, diễn viên Long Đẹp Trai cũng không giấu được nỗi xót xa. Từng có thời gian dài làm việc với đàn anh ở sân khấu Nụ Cười Mới, nam diễn viên khen Chí Tài sống tình cảm và chân thành. Long Đẹp Trai cho biết vợ và người thân Chí Tài đang sống ở Mỹ, vì vậy đồng nghiệp đều chia sẻ và hết lòng lo lắng cho hậu sự của nghệ sĩ. Chị Loan đang chuẩn bị giấy tờ thủ tục để về nước. Chị ấy đã làm giấy ủy quyền cho anh Hoài Linh nhận thi hài và lo tang lễ, nam diễn viên nói. Anh cho biết thêm, sau khi danh hài Chí Tài qua đời, công an đã có mặt ở bệnh viện. Phía công an hiện phong tỏa và thông báo có thể khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân sự ra đi của Chí Tài. Tuy nhiên chị Loan không đồng ý. Anh nói thêm, trước sự ra đi đột ngột của Chí Tài, các nghệ sĩ đều thể hiện sự đau xót. Cẩm Ly viết, trên đường đón con đi học về thì nghe tin anh bị đột quỵ bất tỉnh, đang cấp cứu ở bệnh viện, đang hoang mang chưa kịp hỏi thăm sự tình thế nào. Vậy mà chỉ 4 phút sau đó có tin anh mất rồi, bàng hoàng, bần thần. Tim lên cơn làm mệt như không thở nổi, không thể tin đó là sự thật, sao mà đột ngột quá vậy anh? Diễn viên Cát Tường không thể tin đàn anh mất vì đột quỵ. Trên trang cá nhân, cô gửi lời chia buồn cùng giao quyến nghệ sĩ. Cách đây mấy hôm em còn chụp hình với anh, hai anh em còn trò chuyện vui vẻ, chọc ghẹo nhau, em không tin đây là sự thật. Vĩnh biệt nghệ sĩ Chí Tài, cô viết. Danh hài Chí Tài sinh năm 1958, trước khi trở thành diễn viên hài, nghệ sĩ là một nhạc sĩ kim ca sĩ. Sau khi sang Mỹ, anh chuyển hướng diễn hài, anh là bạn diễn ăn ý hơn 20 năm qua với Hoài Linh. Thời gian qua, Chí Tài bị bệnh tiểu đường, dù vậy nghệ sĩ vẫn chăm chỉ tập thể dục, giữ tinh thần lạc quan. Chí Tài kết hôn với ca sĩ Phương Loan hơn 30 năm qua, nhưng cả hai không có con. Phương Loan hiện sống và làm việc ở Mỹ.